làm sao cho trên dưới hòa thuận, đẹp lòng mẹ cha, có phải không ạ? Vâng, những lời dặn rất thấm tình, đậm nghĩa của bố mẹ đã dành cho hai con trong ngày giây phút. Và xin một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tình cảm của bố mẹ đã dành cho hai con trong ngày hôm nay để hội trường của chúng ta. Vâng, sau đây chúng tôi xin mời hai cái ghế, cho tôi hai cái ghế để chụp ảnh của bố mẹ ngồi, để các con